Đây là con biến tần xưa 2000W, có mã là PSA 2000B, con này nó đang bị hỏng nhé. Đây là cái main của nó này, main bo điều khiển này, nhìn rất là phức tạp. Nếu như mà để sửa con biến tần thì mà chỉ sử dụng chiếc đồng hồ vạn năng như này thì rất là khó để chúng ta có thể chẩn đoán lỗi cũng như là để sửa chữa cái biến tần này, vì có rất là nhiều thứ mà đồng hồ này sẽ không thể đo được. Và một cái công cụ mà hữu ích để giúp đỡ chúng ta trong quá trình sửa chữa như thế này thì nó là một cái máy hiện sóng. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một chiếc máy hiện sóng rất là nhỏ gọn và nó sẽ hỗ trợ đắc lực cho chúng ta trong quá trình sửa chữa cũng như là thử nghiệm các mạch điện. Cái máy này có tên là ET120MPRO, đây là cái bản nâng cấp của máy ET120. Cái máy này đến từ nhà Tuntop, một cái nhà sản xuất máy hiện sóng đến từ Trung Quốc. Bên trong nó như thế này. Thì chúng ta có một cái bao đựng máy rất là đẹp như này. Ngoài ra có một cái cáp sạc ở tai C này. Một chiếc bộ que đo. Đó, đây là bộ que đo của nó. Que đo 100MHz. Đó, que đo cũng như là cái tool này hiệu chỉnh này. Và chúng ta sẽ có một cái quyển sách hướng dẫn sử dụng nữa. Quyển sách hướng dẫn sử dụng. Thì đây là một cái máy hiện sóng có rất là nhiều chức năng. Thứ hai, chúng nó vừa là cái máy hiện sóng và thứ hai nó là một cái máy phát xung luôn. Thì nó có thể tạo ra các dạng xung, xung vuông, xung sin cũng như xung tam giác. Những cái bạn nào mà làm về âm thanh thì có thể là rất cần cái máy này. Thì chúng ta có thể tạo cái dạng sóng để chúng ta test để những cái thiết bị của chúng ta. Đây là cái máy hiện sóng của chúng ta, rất là nhỏ gọn, cầm rất là vừa tay. Hai bên hông của nó thì nó có hai cái miếng đệm silicone này, thì nó có thể tháo rời được nhé. Đây các bạn có thể tháo rời nó ra như thế này. Đó. Ở đây nó có một cái cổng sạc tai C này. Ở mặt dưới thì nó sẽ có một cái công tắc mở nguồn. Và đầu trên thì có cái cổng BNC dành cho que đo cũng như là một cái cổng để tạo xung tín hiệu ra ngoài. Xung tạo xung ở cái que này. Ở mặt sau thì chúng ta sẽ có thêm một cái chân đế để máy dựng đứng như này cho dễ dàng trong quá trình chúng ta đo. Bật nguồn. Chúng ta có nút menu ở đây. Thì trong này chúng ta có thể cài đặt nhiều thông số cũng như là hiệu chỉnh này. Rồi độ sáng màn hình này. Rồi chúng ta còn giảm độ sáng một chút chẳng hạn. Đó. Rồi bật tắt lưới. On off, bật tắt lưới này. Đó, mất lưới này. Rồi bật tắt âm thanh này. Mình sẽ bật lại cái lưới này cho nó dễ nhìn. Rồi góc phím chức năng. Chọn VPP, VPP, Vmax ở chỗ này. Thứ hai là chọn tần số này, độ động xung, đu ti các kiểu. Đấy. Đây là nút lưu dạng sóng. Ta bấm thì nó sẽ lưu cái dạng sóng vào trong menu. Đấy. Chọn tín hiệu ADC này. 10X hoặc 1X. Rồi. Ngoài ra thì có nút auto. Thì chúng ta ấn auto cái thì nó sẽ tự động nó đo. Tự động nó đo cái dạng sóng của chúng ta luôn. Đấy. Giờ mình sẽ mở thử nhé, xem bên trong nó có cái gì. À, chúng ta có một cái viên pin 18650 ở đây. À, pin này theo nhà sản xuất thì có thể chạy được hàng chục tiếng luôn. Rất là trâu. Đây là bên trong này. Chúng ta có một con vi điều khiển STM32 ở đây. 32F407 à. 427VAT6. Con ARM32 bit. Tiếp theo chúng ta sẽ có một con ADC tốc độ cao ở đây. Đó. Con IC này thì mình chưa biết nó là con IC gì.
một cái relay để chuyển chế độ cũng như là để hiệu chỉnh. Thì hiệu chỉnh những con relay nó kêu tạch tạch này. Con IC này IC sạc pin này. Đó. Còn hai con chip ở bên trên này. Con này thì là ROM thôi. Còn con bên dưới thì mình không nhìn rõ là con gì. Đấy. Đây là cấu tạo của nó này. Nhìn rất là đẹp đúng không? Bo mạch rất là đẹp. Sau khi kết nối cái đo là như này, chúng ta sẽ kẹp cái này vào cái cổng VN out này. Chúng ta test con máy nhận sóng này bằng cái cổng VN out của nó luôn. Bật nguồn này. Nhấn auto. Các bạn thấy là máy nó đang tạo ra một cái tín hiệu sóng vuông với tần số nó 1 kHz ở cái cổng ra này. Đó. Với PVP là khoảng 3,2V. Chúng ta có thể thay đổi cái dạng sóng cũng như là cái tần số của cái máy phát tín hiệu này bằng cách vào cái chức năng gain out này. Chúng ta ấn nút OK này, chúng ta thay đổi cái hình dạng của tín hiệu này. Ví dụ là xung tam giác. Đó. Thì lập tức chúng ta sẽ có cái xung tam giác ở đây. Hoặc là chúng ta có thể gain out, chúng ta tạo cái tín hiệu hình sine chẳng hạn. Thì lập tức là chúng ta sẽ có cái sóng sine ở đây với lại tần số nó 1 kHz này. Chúng ta có thể thay đổi cái tần số cũng như là điện áp bằng cách là chúng ta chọn ở đây, ví dụ 1 kHz có thể đến tận 100 kHz luôn. Đó. Ví dụ mình chọn 5 kHz này thì nó sẽ có cái tần số là 5 kHz ở đây, sóng sin 5 kHz ở đây. Đó, cũng tương tự như vậy. Ví dụ chúng ta có muốn tần số sóng vuông này, tần số 5 kHz 10 ký đi. Đó. Thì lập tức là nó sẽ có cái sóng vuông 10 kHz tạo ra cái cổng gain out này. Đó. Ví dụ như là nó đang lằng nhằng cái này mà chúng ta không biết là chỉnh cái thông số như thế nào để nó có thể đo được thì các bạn có thể ấn nút auto như này, chỉ cần một lần nhấn thôi. Thì lập tức là màn hình nó sẽ trở về cái màn hình dễ nhìn nhất cho các bạn. Mọi người tăng giảm được. Đó. Đó là cái chức năng máy phát sóng. Chức năng khá là hay nhé. Chúng ta có thể stop này. Đấy, để chúng ta xem cái dạng sóng. Và bật thì nó sẽ chạy tiếp. Máy nhận sóng này có thể đo trực tiếp được điện lưới nhé. Đây mình đã kết nối nó với lại một cái bóng đèn 220V này. Đó. Để làm được điều đấy thì các bạn sẽ phải gạt cái que đo này sang thang X10. Đây, thang X10 đây. Đó, X10. Chúng ta bật máy hiện sóng lên này. Đó. Đó, chuyển về thang 10X này. Rồi, đó. Rồi sau đó chúng ta sẽ cắm cái này vào 220 nhé. Rồi, giảm tham bay này này. À, tăng tham bay lên này. Đó. Thì đây là cái dạng sóng 220 sin ngổ điện này. Nó không phải là sin đâu. Chúng ta cho Vrms. Đó. Sin là 220. Đây là cái dạng sóng có điện lưới 220V và 50Hz. Chúng ta phải đo trực tiếp một điện lưới nhé. Luôn này. Đó. Ok, đo trực tiếp điện lưới mà không sao nhé. Hoàn toàn chạy bình thường. Bây giờ mình sẽ kiểm tra cái xung lái cho cái MOSFET DC này nhé. Sử dụng máy hiện sóng chúng ta có thể kiểm tra một cách rất là dễ dàng. Đó. Các bạn thấy là nó có xung DC rồi. Hai cây. Ok.
sau khi thay hết những cái thành phần bị hỏng nhé. Mình đã sửa ok nó rồi. Bật này. Đó. Điện áp là 223 và tần số là 50Hz. Sóng sine. Sine chuẩn. Đang thắp một cái bóng đèn 100W. Nó ăn 110W này. Okay.